Mặc dù nước ta đã cấm trồng cây thuốc phiện, cây anh túc, cần sa từ rất lâu, nhưng nhiều người vẫn lén lút trồng. Theo quy định hiện hành, tùy số lượng cây trồng mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Dù vậy, nhiều đối tượng vẫn cố ý trồng số lượng lớn. Một phụ nữ trồng gần 900 cây thuốc phiện trong vườn nhà ở tỉnh Sơn La vừa bị công an bắt giữ. Trước đó, qua công tác điều tra xác minh trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đàm Thị Oanh, sinh năm 1971, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, có trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà nên đã tổ chức khám xét. Kết quả, công an phát hiện 898 cây thuốc phiện trong vườn nhà Oanh đang trong giai đoạn ra hoa và quả. Tại cơ quan công an, Oanh khai nhận mua hạt giống cây thuốc phiện trên mạng xã hội từ tháng 10 năm 2022 để trồng nhằm mục đích thu hoạch làm thuốc chữa bệnh. Khi cây vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Bộ luật Hình sự, người trồng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây thuốc phiện có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.